Người ta nói một ngày tù, nghìn thu ở ngoài. Nhưng lại có những người muốn ăn cướp để được đi ngồi tù, như trường hợp một ông ở Utah mà cảnh sát vừa ra thông cáo báo chí. Ông này cướp một ngân hàng ở Utah, chỉ đòi có $1 thôi, rồi ngồi chờ cảnh sát tới bắt vì muốn đi tù. Theo cái bản tin của USA Today ra ngày thứ Tư 8 tháng 3, thì nghi can tên là Donald Mattel Santascore, 65 tuổi, bị đưa vào tù với cáo buộc là cướp ngân hàng sau khi xảy ra một vụ cướp rất là kỳ lạ tại ngân hàng Wells Fargo ở trung tâm Charlotte City vào sáng thứ Hai. Thông cáo báo chí từ Sở Cảnh sát ở Charlotte City cho biết, ông Mattel này đã viết một cái mảnh giấy, trong đó ghi rằng: "Xin tha lỗi cho tôi vì tôi đang làm chuyện này, nhưng thực sự tôi đang cướp, làm ơn đưa cho tôi $1, cảm ơn." Ông đưa mảnh giấy đó cho nhân viên ngân hàng, thì lúc đó cái người nhân viên đó nhìn mảnh giấy thì đưa cho ông $1. Khi mà đưa cho ông $1 rồi đó, thì ông yêu cầu nhân viên ngân hàng hãy gọi cảnh sát. Rồi xong rồi, ông Donald ngồi chờ trong khi cảnh sát tới. Trong lúc mà chờ thì ông này lại nói với các nhân viên rằng họ rất là may mắn bởi vì ông không có súng, bởi vì cảnh sát đến quá lâu. Thì lúc đó, mời giám đốc ngân hàng cho biết là bà lùa hết nhân viên của bà vào phía sau rồi khóa cửa lại để bảo đảm an toàn cho họ. Khi cảnh sát tới nơi thì ông nghi can Donald này ngồi yên chờ, không có phản ứng gì hết, cho nên cũng không ai bị thương trong cái vụ bắt giữ này. Tuy nhiên, ông nói rằng ông muốn bị bắt là để được ngồi tù liên bang, cho nên bây giờ nếu thả ông ra thì ông sẽ lại đi cướp ngân hàng khác, và lần tới ông sẽ đòi nhiều hơn nữa để ông được đi tù liên bang như mong muốn.